Thân ái kính chào quý thân tín hữu. Một lần nữa chúng tôi xin dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn về đặc ân được hầu chuyện với quý vị hôm nay. Xin chân thành cảm ơn ưu tiên và thì giờ quý vị dành cho chương trình Văn hóa niềm tin. Và đề tài của chúng ta hôm nay là Ngài là ai? Nhiều nhạc sĩ đã dùng nhiều câu hỏi để làm ca từ, hỏi đáp trong các ca khúc của họ. Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh thì hỏi, biết làm sao định nghĩa được tình yêu? Thi sĩ Hà Huyền Chi thì hỏi, hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời? Hỏi gió phiêu lưu bao nhiêu đỉnh trời? Nhạc sĩ Phạm Duy thì lại hỏi, em hỏi anh bao giờ trở lại? Chưa kịp lặp lại câu hỏi một lần nữa thì trả lời ngay, xin trả lời, xin trả lời, mai mốt anh về. Anh nào vậy? Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết đặt luôn cái tựa đề cho ca khúc bằng một câu hỏi, rồi dùng cả ca khúc để trả lời cho câu hỏi đó. Câu hỏi là chàng là ai? Và còn khai thác thêm một số câu hỏi, rồi lại tự trả lời. Này chàng, từ hậu phương hay biên cương? Nơi đây chàng đến áo vương bụi đường. Nhìn chàng là người trai ôi phong sương, nhưng tôi đã mến biết bao lâu rồi. Chàng từ miền ngược xuôi hay nơi đâu? Nơi đây dừng bước kết duyên ban đầu. Một lời đẹp tình xin trao cho nhau. Tuy tôi chưa biết hỡi chàng là ai. Một câu hỏi nữa của nhạc sĩ Anh Bằng đã được phổ nhạc một bài thơ của Du Tử Lê, đặt tên là Khúc Thủy Du. Trong này có những câu hỏi rất là đặc biệt. Thật tôi không rõ người đóng vai em trong ca khúc này là ai, là y tá hay là bác sĩ, nhưng tất cả các câu hỏi của người đóng vai anh bảo rằng đừng hỏi. Đừng hỏi những cái chuyện trong hồ sơ bệnh lý của tôi. Đừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau, vì sao môi anh nóng, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao. Hỏi nhiều quá. Tại sao? Tại sao và tại sao? Vâng, trong đời sống có những câu hỏi không có câu trả lời, thưa quý vị và các bạn. Nhưng cũng có những câu hỏi mình đã biết câu trả lời mà vẫn cứ muốn hỏi nữa. Những câu hỏi sau đây được viết tiếp sau khi cẩn thận khai bệnh là bị môi nóng, là bị tay lạnh, là bị chân lạnh, là thân run, chân không vững. Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới, ngoài trống vắng mà thôi. Một trường hợp khác, lạ lùng hơn là dẫu chưa kịp nghe ai hỏi lời nào, thì nhạc sĩ Diệu Hương đã trả lời luôn và dùng câu hỏi đó làm tựa cho một ca khúc Vì Đó Là Em. Không cần biết em là ai, vì đó là em mà. Không cần biết em từ đâu, vì đó là em. Không cần biết em ngày sau, ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng. Ta yêu em qua đông tàn ngày tận, yêu em như yêu vùng trời mênh mông. Không cần biết đêm dài sau, không cần biết bao gầy hao, ta ngồi đếm tên thời gian, nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi, như xa xôi nay quay về gần gũi. Yêu em khi chỉ biết đó là em. Hay quá. Đối với những đối thoại yêu thương trong cuộc đời là thế, nhưng còn đối tượng của niềm tin thì có câu hỏi nào không? Chẳng lẽ không cần biết đấng mình tôn thờ, phục vụ, phó thác là ai sao? Thánh Kinh cho biết có trường hợp lạ lùng như thế. Thật lạ lùng như thế đã xảy ra tại thành phố Corinto, nơi có cả ngàn đền thờ và thần tượng. Cái gì là mình yêu thích thì thờ đã đành. Nhưng cái gì mình sợ, mình lo cũng thờ luôn và thờ nhiều hơn nữa. Trong diễn văn tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống Roosevelt đã nói, "Only thing we have to fear is fear itself." Vâng, cái sợ lớn nhất là cái sợ mình không biết.
Chính vì thế mà dân thành Corinto đã phải dựng lên thêm một cái đền thờ và đặt tên là thờ thần không biết. Để trả lời dứt khoát cho câu hỏi của nhạc sĩ Du Tử Lê là không lấy hoặc đem được những gì về bên cái thế giới ngoài trống vắng mà thôi. Ai trả lời câu đó? Đó là một câu trả lời hay là một câu hỏi? Thật vậy sao? Vâng, đúng thế. Lìa cõi đời này khi mãn phần thì cả người tin Chúa và người không tin đều tay trắng hoàng trắng tay, không đem được gì theo cả. Nghe thế thì buồn, vui hay là sợ? Thưa quý vị, điểm khác biệt là người tin Chúa đã trở nên con cái của Chúa, có tên trong sổ gia đình nước trời và trong hộ khẩu nước trời thì đâu có quan tâm đến việc phải đem gì theo. Khi tôi không còn nữa thì chẳng cần phải sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới, mà chỉ mong được vui mừng gặp Chúa chứ không sợ cái nỗi trống vắng hoặc sợ hãi vì phải chầu trời. Câu hỏi quan trọng cần được đặt ra và cần được trả lời dứt khoát trong lúc còn có cơ hội, dịp tiện, trước khi bị tay lạnh, bị chân lạnh, bị môi run, bị không còn biết ai là ai nữa cả. Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ái giúp chúng ta trả lời câu hỏi Ngài là ai với những lời trình bày thẳng thắn, minh bạch, rõ ràng như sau. Ngài là ai? Đặt câu hỏi xong thì trả lời là hàng triệu người khắp năm châu trần gian đã suy tôn làm vua của đời mình. Có một lý do chánh đáng để suy tôn làm vua của đời mình. Nhưng mà ai đó? Đấng chúng ta tôn thờ phục vụ là ai? Ngài là ai mà mọi lòng có an vui tình thương nếu vâng theo lời Ngài đã khuyên rằng? Vẫn chưa thấy câu trả lời về cái đối tượng tôn thờ đó là ai. Ngài làm cho bao đau thương sẽ vơi đi nếu đến bên chân Ngài. Ngài là ai? Mọi lòng đói có bánh sống, nước suối cho hồn tàn héo, ánh sáng soi nẻo tối tăm nơi vực sâu trong bóng đêm. Một khát khao của tất cả nhân sinh đều nằm trong những cái nhu cầu như thế. Nhưng mà ai đây là đấng chúng ta tôn thờ phục vụ và được dẫn dắt vào trong những phước hạnh dường ấy? Đó là Ngài. Nhờ lời Ngài một cuộc đời biết bao nhiêu tội nhân đã đổi thay, còn đâu chuỗi ngày buồn. Lòng nhiều người đầy tuyệt vọng đã vui tươi tràn dâng hát suy tôn. Đây, thưa quý vị, câu trả lời. Ngài đó chính là Chúa cứu thế Giê-xu, được mệnh danh là Chúa yêu thương. Câu trả lời dứt khoát. Chúa cứu thế Giê-xu là đấng yêu thương. Ngài là Chúa cứu thế Giê-xu. Để kinh nghiệm điều này, nếu mà gặp giông tố đó hay chông gai, những chuyện đó sẽ tiêu tan nếu lắng nghe lời của Chúa cứu thế Giê-xu. Đường tâm tối có ánh sáng nếu bước đi bằng lời sống của Chúa cứu thế Giê-xu. Chúa cứu thế Giê-xu xót thương mỗi cánh chim đang lầm lạc nơi bến mê. Để trả lời dứt khoát câu hỏi Ngài là ai, chúng ta có thể dùng một câu trả lời của người khác, của đa số, hay dùng ngay lời tự giới thiệu của Chúa cứu thế Giê-xu là Ngài là cánh cửa, Ngài là gốc nho, Ngài là người chăn hiền lành, Ngài là sự sáng của thế gian. Chúa Giê-xu là đường đi, Chúa Giê-xu là lẽ thật, Chúa Giê-xu là sự sống. Chẳng bởi Chúa cứu thế Giê-xu thì không ai được đến cùng Cha. Ba khái niệm căn bản của cựu Do Thái giáo cổ truyền là con đường, chân lý và sự sống. Chúa Giê-xu đã nhân cách hóa cả ba khái niệm ấy. Ngài là đường đi, chân lý và sự sống. Loài người không phải chỉ cần một quyển kinh, một mớ giáo điều, nhưng cần một hiện thân của những khao khát, của ước vọng và nhu cầu của con người. Và Chúa Giê-xu là hiện thân của những hình bóng trong Kinh Thánh Cựu Ước, của con sinh tế, của con rắn đồng thể hiện cụ thể cái sự tha thứ và sự chữa lành. Luther và Calvin giải nghĩa lời phán của Chúa qua hình ảnh ba nấc thang dẫn đến Đức Chúa Trời. Con đường là nấc đầu tiên, lẽ thật là nấc giữa và sự sống là nấc cuối cùng của cái thang.
Chúa có Thiên Giê-xu là lẽ sống, là lẽ thật và là lẽ đạo. Ai biết đường lên trời rõ cho bằng đấng từ trời đến? Ai là đấng giải bày lẽ thật rõ cho bằng chính Ngài là chân lý? Ai là đấng có quyền ban sự sống cho con người nếu không phải là đấng đã hà sanh khí vào lỗ mũi của thân xác cát bụi để khiến cát bụi trở nên một loài sanh linh? Nhiều người đã từng nghe, từng chứng kiến và từng công nhận nhưng chưa xác nhận, chưa tin nhận. Đây, phương thức xưng nhận để bắt đầu tiến trình tin nhận. Thánh Kinh dạy chúng ta rằng, vậy nếu miệng con xưng Chúa cứu Thiên Giê-xu và lòng con tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cái chết sống lại thì con sẽ được cứu. Vì bởi tin trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được cứu rồi. Thưa quý vị và các bạn, trong yên lặng, quý vị và các bạn hãy thưa với Chúa cứu Thiên Giê-xu rằng, quý vị muốn tin Chúa, muốn bày tỏ lòng biết ơn Chúa và muốn theo Chúa trọn cuộc đời trong những ngày còn lại cho đến ngày quý vị gặp Chúa. Quý vị và các bạn hãy tìm đến với một vị mục sư tin lành nơi quý vị đang cư ngụ hoặc liên lạc về với chúng tôi để được giới thiệu, để được hướng dẫn đến gần với Chúa hơn trong tiến trình quý vị bước đến một cõi về trong chuyến đi sau cùng. Chúa Thánh Giê-xu, Ngài là ai? Ngài là cứu Chúa, cứu chuộc quý vị. Ngài là đấng đã chết thay cho quý vị và Ngài là đấng đứng chờ quý vị để được tiếp đón quý vị vào trong sự hiện diện của Chúa khi quý vị mãn phần. Chúa có thể bảo đảm sự sống cho quý vị. Chúa đi và sắm sẵn một chỗ ở cho quý vị rồi Ngài sẽ trở lại đem quý vị đi ở với Chúa. Vì Chúa muốn Chúa ở đâu thì quý vị, các bạn, cá nhân tôi, tất cả được sum họp dưới bề chân của Chúa. Muốn thật hết lòng. Ngài là ai mà triệu người khắp năm châu trần gian đã suy tôn làm vua của đời mình? Ngài là ai mà mọi lòng có an vui tình thương nếu vâng theo lời Ngài đã khuyên dân? Ngài làm cho bao đau thương sẽ vơi đi nếu đến bên chân Ngài. Mọi lòng đói có bánh sông, nước xuôi cho hồn tàn héo. Ánh sáng soi nẻo tôi tăm nơi vực sâu trong bóng đêm. Nhờ lời Ngài mà cuộc đời biết bao nhiêu tội nhân đã đổi thay, còn đâu chuỗi ngày buồn. Lòng nhiều người đầy tuyệt vọng đã vui tươi tràn dâng hát suy tôn Giê-xu Chúa yêu thương. Mọi giông tố hay chông gai sẽ tiêu tan nếu lắng nghe lời Ngài. Đường tăm tối có ánh sáng nếu bước đi bằng lời sớm. Chúa xót thương mỗi cánh chim đang lầm la nơi bến mê. Mọi giông tố hay chông gai sẽ tiêu tan nếu lắng nghe lời Ngài. Đường tăm tối có ánh sáng nếu bước đi
bằng lời sớm. Chúa xót thương mỗi cánh chim đang lầm lạc nơi bên mình.